Trước tiên em xin kính chào tất cả các bác và anh em. Em lại giới thiệu cho các bác và anh em một cái đầu ôm ly giá rẻ còn của Onkyo, model là CR185, để cho các bác anh em mua về ghép loa bốc xeo hoặc các loa chung với kích thước loa bát khoảng độ 20 trở xuống thì là chưa ok các nhá. Dòng CR185 thì công suất nó rất là khỏe, cho nên nó đánh loa rất là tốt luôn, và đặc biệt là trở kháng của nó hỗ trợ từ 4 đến 16 ohm cho anh em thoải mái ghép loa luôn các bác nhá. Và đặc biệt con này có chỉnh bát chác luôn, em tặng kèm các bác một cái điều khiển hệ học để các bác chỉnh bát chác ở trên dàn nhá. Các bác ấn nút giữa để nhận lệnh và tăng giảm giá trị lên xuống này nhá. Đấy, tăng giảm lên xuống và ấn nút giữa để nhận lệnh là bát chác các bác nhá. Điều khiển này thì chỉ có giá trị bát chác thôi, còn các giá trị khác thì không có tác dụng vì đây chỉ được học, và em chỉ học được cái lệnh cơ bản nhất là chỉnh bát chác cho nó thôi. Và lệnh chỉnh SC bát nhá, ở nút này nhá. Nút audio này là SC bát này, nâng cấp tiếng bát lên này. Nghe sẽ ấm hơn và hay hơn này. Đấy. Anh em chỉ nhớ cho em những nút này là SC bát này, nút này là bát chác này và lên xuống này, thế là xong. Đấy. Chức năng đơn giản vậy thôi. Đấy, tặng kèm các bác cái điều khiển luôn. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết hình thức của cái cục dàn này. Trước khi quay hình thức thì em giới thiệu qua, cục này thì em bán chỉ duy nhất một tiếng ngang trên điện thoại máy tính thôi. Còn CD của nó thì em không hoạt động thì em không tính cái giá CD vào cái bộ dàn này nữa. Vào cái cục dàn này nữa. Anh em ấn cho em nút là tab trên MD nhá, để em chuyển các chế độ ở trên điện thoại nhá. Nó có hai cổng kết nối, cổng tab và cổng MD nhá. Đây là tab này. Đây là MD này. Đấy. Và đây, mặt trên của em đi đây. Nói chung về hình thức còn tương đối là đẹp. Hàng bãi thì không đẹp tuyệt vời thôi, nhưng mà về cơ bản là đẹp các bác nhé. Đấy, phía sau nó có hai cổng tab này và cổng MD này. Thế anh em cứ nhìn em có chữ REC là em cắm vào cho em là được nhé. MD REC này hoặc cái tab ấn cắm chữ REC được nhé. Còn dòng play là dòng xuất âm thanh la ra. Thế anh em bỏ qua nhé. Đấy, anh em nhớ nôm na là hàng thứ nhất và hàng thứ ba là trên điện thoại máy tính, thế là được. Có chữ REC. Đấy, đơn giản thế thôi. Loa của nó đây trở kháng từ 4 đến 16 ohm luôn các bác nhá. Đấy, rất rộng luôn. Ghép thoải mái các loại loa luôn. Và con này thì make in Japan luôn cho các bác nhá. Và công suất tiêu thụ điện là 40W các bác nhá. Các bác chú ý đây công suất tiêu thụ điện các bác nhá. Thế còn công suất kéo loa của nó, nếu kéo được những con loa bass 20 công suất khoảng 200W trở lại. Onkyo thì rất là khỏe. Và đặc biệt cái dòng 185 này tiếng âm rất là hay luôn. Nó có chế độ sub bass cho nên là ghép loa rất hay. Đấy, cục này thì em bán giao lưu với các bác và anh em với giá là 690.000 thôi. 690.000 các bác chuyển đủ em bao ship. Các bác chuyển cọc thì em không bao ship. Các bác chuyển cọc trước em 200. Mọi chi tiết là hàng các bác nhắn tin ở số Zalo của Trung Nguyên Audio là số 0975 575 262. Rồi em xin kết thúc video tại đây.